Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tổng số xe hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 là 20.994 chiếc, trong đó có 2.061 xe chở người và 18.933 xe chở hàng. Cục này hiện công bố danh sách xe cơ giới đã hết niên hạn hoặc sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trên trang thông tin để phục vụ việc tra cứu của các cơ quan chức năng và người dân. Bên cạnh đó đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc cung cấp số liệu cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông Vận tải các địa phương, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra, thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường, xử lý theo quy định tại Nghị định 171 của Chính phủ đối với các chủ xe, người sử dụng xe hết niên hạn tham gia giao thông. Theo Nghị định 95, niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng là không quá 25 năm, đối với ô tô chở người không quá 20 năm, đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 1 tháng 1 năm 2002 không quá 17 năm. Thông tư số 56 của Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định tháng 8 hàng năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và thông báo rộng rãi danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm sau.